Xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chị sẽ đến với các bé với một bức tranh cực kỳ là hấp dẫn. Đó là những món quà của ông già Noel. Sắp đến mùa Noel rồi đúng không nào? Bây giờ các bé hãy hồi hộp và cùng chị tô điểm cho những món quà của mình nhé. Trước tiên chị sẽ tô cái nơ màu cam. Chân nằm đi. Đọc đi. Thank you.
Xong rồi, chị đã hoàn thành bức tranh của mình rồi. Các bé thấy hấp dẫn không nào? Chúng mình hãy cùng chờ đợi bóc quà của ông già Noel nhé. Hẹn gặp lại các bé.